trộn gỏi cho đủ, làm gỏi cho đủ. Nước mắm đã pha sẵn rồi, có tiêu, tỏi, ớt, gừng, rồi ớt sa tế, đường, bột ngọt. Cộng với là muối tiêu chanh với là tương ớt pha đều vào. Cái này là có cả tôm, tôm với tôm, gói đu đủ tôm tôm. Cho thêm nước mắm vào cho ba coi. Hoặc nước mắm vào. Nguyên liệu có đu đủ, mình bào thêm ít cà rốt nữa cho nó màu cho nó đẹp. Đu đủ mình bào ra, mình rửa nước muối xong sơ qua mình để mình ngâm nước đá cho nó giòn. Ngâm khoảng 10 phút nước đá. Giờ các con. Là lấy cái rau màu cho ba. Lấy rồi.